Mến chào các em đến với tiết học online của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ nói về tiết ôn tập kiểm tra giữa kỳ ở học kỳ 2 môn công nghệ 8. Và chúng ta sẽ làm kiểm tra vào tuần 9. Với nội dung như sau. Đầu tiên là các em sẽ học bài 46 miếng biến áp một pha, bao gồm có các nội dung. Câu 1. Nêu cấu tạo bên trong của máy biến áp gồm có các bộ phận nào? Thì bên trong máy biến áp một pha có hai bộ phận, đó chính là lõi thép và dây quấn. Câu tiếp theo trình bày cấu tạo của lõi thép. Lõi thép được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện được ghép lại thành một khối, được tráng một lớp cách điện. Câu 3. Cấu tạo của dây quấn. Dây quấn được làm bằng dây điện từ, vị trí được quấn quanh lõi thép. Có hai cuộn dây quấn, đó là dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp. Dây quấn làm sao để phân biệt được đâu là cuộn sơ cấp, đâu là cuộn thứ cấp? Cuộn dây sơ cấp thì nối với nguồn điện áp đầu vào, ký hiệu là U1, số vòng dây ký hiệu là N1. Dây quấn thứ cấp thì nối với điện áp đầu ra, ký hiệu là U2 và số vòng dây là N2. Trình bày giải thích các số liệu kỹ thuật của máy biến áp một pha. Thì phần số liệu máy biến áp một pha gồm có 3 đại lượng, đó là công suất định mức, đơn vị là volt ampere hoặc là kilovolt ampere, điện áp định mức, đơn vị là volt, dòng điện định mức, đơn vị là ampere. Khi sử dụng máy biến áp một pha cần lưu ý những gì? Có 5 lưu ý. Đầu tiên là điện áp đưa vào không được lớn hơn điện áp định mức, hoặc chúng ta có thể nghĩ nên nói là sử dụng đúng điện áp định mức. Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức. Đặt máy ở nơi sạch sẽ, khô ráo. Máy mới mua hoặc lâu ngày không sử dụng cần kiểm tra an toàn điện trước khi dùng. Nêu chức năng của máy biến áp. Chức năng của máy biến áp là để biến đổi điện áp xoay chiều một pha. Biến đổi ở đây có thể là tăng điện áp hoặc là giảm điện áp. Vậy thì sẽ có hai loại máy biến áp, đó là máy biến áp tăng áp và máy biến áp giảm áp. Trường hợp máy biến áp tăng áp thì điện áp đầu ra U2 sẽ lớn hơn điện áp đầu vào U1. Máy biến áp giảm áp thì điện áp đầu ra sẽ nhỏ hơn so với điện áp đầu vào. Cô ví dụ như hôm bữa cái bài trên clip á, thì quạt điện có điện áp là 110V, muốn sử dụng được nó thì chúng ta phải sử dụng máy biến áp. Vậy thì đây cần dùng máy biến áp loại gì? Đó là máy biến áp giảm áp. Để giảm điện áp từ 220 của nguồn xuống còn 110V cho phù hợp với quạt điện. Bài thứ hai đó là tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện thì được tính bằng công thức là A bằng V nhân T. A ở đây là điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, B là công suất của đồ dùng điện, T là thời gian sử dụng đồ dùng điện. Đơn vị là giờ ha, công suất đơn vị là watt, A là điện năng tiêu thụ đơn vị là watt nhân giờ. Rồi, tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong bảng trang 169 sách giáo khoa. Ở đây người ta cho các em 10 đồ dùng điện. Ví dụ số 1 đèn sợi đốt, công suất là 60W, số lượng là 2 bóng đèn, thời gian sử dụng trong ngày là 2 giờ. Vì các em áp dụng công thức tính A bằng P nhân T là 60 nhân 2 là mới có tính là điện năng tiêu thụ của một cái đồ dùng điện thôi à. Vậy người ta cho mình hai cái bộ đèn sợi đốt thì lớp sẽ nhân luôn cái số lượng ha. Là công suất nhân thời gian nhân thêm cái số lượng đồ dùng điện nữa sẽ được tính, các em sẽ tính được điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện. Tính được cái bảng ở trang 169. Câu tiếp theo, tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày. Một ngày chúng ta sử dụng 10 đồ dùng điện. Vậy thì điện năng của từng đồ dùng điện các em tính được rồi. Vậy tính điện năng tiêu thụ một trong ngày của 10 đồ dùng điện các em sẽ làm phép gì?
Chúng ta sẽ làm phép tính, phép cộng. Vậy lớp làm bài, khi làm bài các em nhớ để phép tính vào ha. Số mấy cộng số mấy cộng số mấy để ra được đáp án. Chứ không thôi mấy đứa mà ghi, các em ghi đáp án không là cô không chịu nha. Câu tiếp theo, tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong một tháng 30 ngày, giả sử các ngày có mức tiêu thụ điện giống nhau. Câu trên các em tính được điện năng tiêu thụ của ngày rồi. Tháng thì có 30 ngày. Giả sử các ngày có mức tiêu thụ giống nhau thì lớp sẽ các em sẽ làm phép tính. Đó là phép tính nhân. Lấy điện năng tiêu thụ của ngày nhân cho 30 sẽ được là điện năng tiêu thụ của tháng. Câu tiếp theo, tính tiền điện phải trả cho các đồ dùng điện trong một tháng. Biết rằng 1 kWh bằng 1.000 W/giờ. Câu 10 là đơn vị của chúng ta hiện giờ đang là watt nhân giờ đó. Vậy tới câu 11, tính tiền thì các em nhớ đổi đơn vị về kWh nhân giờ. Tại vì người ta đang cho mình 1 kWh bằng 1.568 Việt Nam đồng. Rồi nhớ đổi về đơn vị kWh. Rồi câu 11 này các em suy nghĩ ha. Rồi đây là nội dung. Đó là tất cả các nội dung mà chúng ta sẽ ôn để kiểm tra cho kỳ kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Chúc các em sẽ làm bài đạt điểm cao. Cô mến chào các em.